hôm nay là 15 tháng 8 là năm Trung Thu, anh có cái đèn lồng nhỏ nhỏ xinh xinh, anh sẽ tặng cho bạn voi nha. Để tối bạn voi đi rước đèn Trung Thu với các bạn. Bạn voi cầm đấy. Đây, cầm nha. Để thử khoan đã chưa được. Ở bên trong này có đèn à. Đấy, bật đèn nho nha. Đó. Bạn voi cầm đây. Này, cầm ở chỗ này mà. Bạn voi á, tối cầm đèn đi rước Trung Thu với các bạn nha. Voi ơi, tối đi Trung Thu. Ui giời, anh Thắng tặng cái đèn lồng bé tí như thế, bạn voi không thích là phải rồi, nhìn mặt đã biết. Không thích cái gì mà không thích, bạn voi chưa bị nghịch đâu, bạn voi sẽ thích rồi, đấy chưa, cười chưa. Ui giời ơi, may quá vẫn còn nhiều cơm nguội như này. Buổi chiều mà ăn cơm nguội cũng mà ngon tuyệt vời luôn. Hai thì ba thì là được một bát rồi. Làm cơm rang thì quá là đơn giản. Đặt lên bếp. What? Sao rõ ràng mà có điện mà có mất điện đâu mà bật bếp lại không lên nhỉ? Không hiểu kiểu gì, chắc là bếp hỏng rồi. Chán thế nhỉ, cứ tưởng là được ăn cơm rang, hóa ra bây giờ lại phải mang cơm đổ cho chó ăn. Anh Thắng, mới bây giờ mà đã mang cơm đi đâu đấy? Mang cơm đi cho gà ăn chứ còn đi đâu nữa. Em vừa nghe tiếng anh bảo là mang cho chó ăn cơ mà. Nhìn cơm ngon như này mà đã mang đi đổ. Ai chẳng biết ngon thì anh định làm món cơm rang trứng đây. Nhưng mà chả hiểu cái gì, chắc là cái bếp của anh nó hỏng mất rồi. Thế là bây giờ nhịn ăn luôn. Trời ơi, tưởng gì. Thế thì đợi em một tí. Đây rồi, em có một gói cơm rang ăn liền. Hành ngã đùa, làm gì có cơm rang ăn liền. Chỉ có mì tôm ăn liền, miến ăn liền, đồ ăn ăn liền, chứ làm gì có cơm rang ăn liền. Không biết mù ở đâu bị người ta lừa rồi. Lừa đâu mà lừa, cơm rang ăn liền có cả dưa bò luôn nhá. Bình thường ăn mì tôm phải mất 5 phút, nhưng mà ăn cơm rang chỉ mất 3 phút thôi. Bây giờ anh Thắng đổ hết cho cơm ấy đi, sau đó nhìn em làm cơm rang cho mà ăn. Sao bảo cơm rang ăn liền, bây giờ này làm cái gì mà làm? Thì phải là làm nóng lên chứ. Đây, chảo của anh vẫn sạch đấy nha. Đơn giản lắm, chỉ cần đổ ra, đặt lên bếp, đảo một tí là xong. Cái thìa ấy ra. Ui, sao nhìn màu nó cứ xanh xanh cái gì nhỉ, ngại nhỉ? Không giống cơm rang màu vàng. Đây là cơm rang dưa bò, có phải là cơm rang trứng đâu mà chảo vào thế này. Nhưng mà hết rồi hàng nha. Hết rồi, còn đâu nữa. Giời, sao có ít như này. Một gói chỉ được như thế thôi, thế này lại được 2 bát rồi. Bên ngoài người ta in nhiều như này. Đằng sau in nhiều như này mà đổ ra thế này chắc là không đủ cho anh ăn. Ui, nhìn này, có rất là nhiều thịt bò luôn. Em thấy cả rau dưa nữa. Ui, mùi rau dưa giống nhỉ. Đúng rồi đấy, bây giờ mà rang lên cũng mà thông lừng. Bật bếp. Ui, thơm thế nhờ. Chín rồi đấy. Ui dồi ôi, thơm thế. Thơm ôi Thắng. Nhìn giống y như là cơm rang anh làm luôn này. Ui. Ăn luôn. Ui, anh đã không lấy một ít tương ớt à? Tương ớt làm cái gì? Ăn cơm rang ăn tương ớt này không tốt đâu. Ui, cẩn thận đấy, nhưng nóng lắm. Thế này mà có nước sốt cà chua dưới bỏ thì cũng mà ngon nhờ. Anh Thắng ăn thấy thế nào? Ngon đấy hả Nga? Em còn chưa cả thử, em cũng phải thử một miếng mới được. Cơm dẻo như là cơm mẹ nấu ấy anh Thắng nhỉ. Thôi, có cơm rang đây rồi, anh Thắng ăn đi. Em phải đi đây, em phải sửa con cá mập này. Chả hiểu kiểu gì, kết nối hết với nhau rồi nhưng mà nó lại không hoạt động. Có mở hết pin ở Nga không biết ấy. Để anh thử xem nào. Bật lên. Ừ nhỉ, có điện này. Bật công tắc ở chỗ con cá mập này lên. Làm gì có điện đâu. À đây, có điện rồi. Kết nối được với nhau chưa ta? Kết nối được ấy. Cái đèn đỏ mà ấn cái nó mới hiện lên. Ấn cái nó mới hiện lên như này thì là kết nối thành công rồi. Nhưng mà không thích cái hai cái động cơ của con cá mập này nó hoạt động. Này Hằng à, bây giờ Hằng Nga đi sửa đi. Cách để khám phá xem là ở bên dưới dòng sông này có những con vật gì. Đầu tiên là phải mở camera vào cái chế độ quay phim. Ấn quay phim rồi sau đó cho vào trong cái chiếc túi bóng này. Quấn quấn kín kín nào nha. Không là nước là vào ngấm là hỏng tội điện thoại đấy. Trời ơi. Cách quay video để hot trên TikTok. Rồi, cho xuống dưới nước này. Đi từ bên trên xuống bên dưới. Quay sang phải, quay sang trái. Kiểu gì chứ quay thấy cái con cá mập ở dưới này. Anh Thắng, anh này đang bắt cá ở đây
quay cái gì mà cá? Anh đang quay clip hot trên TikTok đây. Đâu? Em làm gì anh thấy quay cái gì đâu? Làm thì tay cầm máy quay. Đây đây. Khiếp, anh chẳng làm thấy hỏng hết điện thoại thì làm sao? Hỏng làm sao được mà hỏng? Anh bọc túi bóng là hơi bị kín rồi đây. Đi. Nước vào đâu? Nước chẳng vào rồi. Vào đâu mà vào? Nước chẳng vào trong tổng rồi. Đâu? Thế clip đâu? Mang đi em xem nào. Đây thầy, clip đi đây. Hàng Nga xem này này. Đây, đoạn này là anh đang cho điện thoại vào bên trong túi bóng nha. Làm gì thế cái gì đâu? Tối hôm hôm này. Từ đã, anh đã thả xuống bên dưới sông rồi mà. Đấy, đang cuốn chặt 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 này. Thả xuống nước rồi nhưng mà em chả thấy cái gì cả. Mỏ tịt thế này. Thôi, anh Thắng bớt tào lao đi. Đi về mà học thêm đi. Thế Hàng Nga đã sửa xong con cá mập Hàng Nga chưa? Xong rồi, nhìn đây nè. Bây giờ em thả nó xuống nước nha, cho nó bơi luôn. Hắn nhà phải kết nối đã chứ, bây giờ chưa kết nối thả xuống làm sao. Thế mà cũng đổi đi sửa con cá mập rồi. Được rồi đấy. Ê, đâu có thấy nó bơi đâu. Ui. Anh Thắng này thấy chưa, động cơ đang quay kìa. Ui, nó đang mắc cái dây. Nhưng mà con cá mập này của Hàng Nga yêu lắm. Bơi gì mà chậm thế nhỉ? Yeah, hắn ui giời ơi. Mất kết nối rồi. Nó đang mắc cái dây này thì chả thế. Thì anh bảo là cá mập của Hàng Nga yếu, có mỗi cái dây đấy mà cũng không vượt qua được. Sang trái. Được đấy. Hàng Nga cho đi lại về phía của mình đi để xem nó giống không. Wow. Chật. Giống cá mập thật nhờ anh Thắng nhờ. Điều khiến cho nó đi thẳng này, cứ cho nó cứ vòng vo như là con cá chép ấy. Nhưng mà cái con cá mập này Hàng Nga chắc là chỉ bơi được ở gần thôi, có bơi được ở xa không? Có chứ, nhìn em điều khiển mãi ra đầu bờ bên kia kìa. Nhìn đây này, em điều khiển mãi xa đằng kia nhá. Ai mà không biết ra người ta lại tưởng cá mập thật. Cái đuôi nó vẫy 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 nhờ. Nhưng mà đừng có quay, điều khiển xa quá là mất đây Hàng Nga. Wow. Thôi cho bè bè không lại hết mất pin. Anh biết cái con cá mập của Hàng Nga đấy từ lâu rồi. Con cá đấy là con cá ngày xưa rồi. Bây giờ người ta phải dùng cá mập đời mới. Giống như là của anh đây này. Đây người ta lại còn dán cái tem che mất cả hình con cá mập rồi. Thôi xem vỏ là cái gì. À đây. Đây. Ở đằng sau này thấy chưa. Cá mập màu đen xì nhám nhám. Ngầu ơi là ngầu luôn. Để anh bóc hộp ra. Anh khoe cho Hàng Nga. Hàng Nga đỡ oai. Ui, nhìn thấy rồi, thấy rồi. Đấy, wow. Đấy chưa. Tí nữa Hàng Nga nhìn thấy con cá mập này, có mở sáng hết cả mắt ra. Wow. Ở bên ngoài bao bì nhìn như thế nào thì bên trong nhìn cái con cá mập VIP y như là thế luôn. Đấy, cá mập màu xám nha. Nhìn cái nhựa của nó chất ơi là chất luôn. Chứ lại đen xì giống của Hàng Nga, nhìn như là con cá heo ấy. Khi nào mà thả xuống dưới nước ý, là cái đuôi của nó cũng quẫy từ trái qua phải được nha. Trước điều khiển cá mập thì cũng phải hiện đại chứ. Giống như kiểu điều khiển súng ấy. Muốn cho nó tăng tốc ý, thì chỉ việc bóp cái cò này hết cỡ là con cá mập nó sẽ tăng tốc ngay. Còn để điều khiển cá mập bơi qua trái, bơi qua phải là cái nút hình tròn này. Kêu tanh tách. Cái dâu của nó dài như thế này thì bơi xa 100 km không lo bị mất tín hiệu. Bây giờ là anh sẽ phải lắp pin cho cái bạn cá mập con này. Cái chỗ lắp pin của nó cực kỳ là chắc để cho nước nó không vào được ấy. Chứ nước nó mà vào thì cũng mà hỏng luôn cái em cá mập này. Đây các bạn nhìn mà xem cái quả pin nó có VIP không. Đúng là pin hiện đại năm 2024 có khác. Không cần dây điện, chỉ cần lắp vào là xong. Mà cũng không cần dây để cắm vào sạc nha. Đây này, ở đây có cái chân này. Nên cái chân sạc điện thoại cắm vào, thế là được rồi. Nắp vào đây. Vừa in luôn. Còn điều khiển thì sẽ dùng pin con thỏ giống như điều khiển khác nha. Anh có pin rồi, anh lắp cái đậy nắp này vào, xoáy vô. Bây giờ test xem là con cá mập đã kết nối với cái điều khiển được chưa. Nhưng mà anh nhìn từ lấy tới giờ không thấy cái công tắc của cái con cá mập này đâu. Hay là không cần nhỉ? Thử bật cái điều khiển lên xem sao. Ui. Kêu to như này chắc chắn là bơi hơi là bị nhanh đấy. Được rồi, bây giờ là đi chiến đấu luôn. Có ai con cá mập bé tí ra cũng oai, khoe từ nãy đến giờ. Con của chị to gấp đôi như này còn chẳng khoe nhiều. Đâu, cá mập của anh Thắng đâu? Đây, con của em to gấp đôi như này. Cá mập của anh đây. Ui giời ơi, bé tí ra không bằng một nửa con của em mà cũng oai. Quan trọng là sức mạnh của con cá mập nào bơi nhanh hơn thôi. Bây giờ đua luôn nhá. Cá mập của anh còn không có cả đèn. Thế này trời tối đi kiểu gì? Đi được luôn. Hay không ấy là do người điều khiển ấy. Ơi sợ gì nhá. Hàng Nga đi ra, để anh lái cho mấy bạn xem trước đã. Chưa gì đã đua thì Hàng Nga thua ngay. Nào test nhá.
Ok con dê, bơi nè, bơi nè. Úi trời ơi, ghê chưa. Ê, wow, bay 360 độ luôn. Nào, cho nó bơi ra đầu kia nhá. Ok, ghê chưa. Nào, con cá mập của anh ấy còn lặn sâu hơn con cá mập của Hoàng Nga nha. Nhưng mà mỗi tuổi điều khiển con cá mập hơi khó. Rồi. Wow, ghê chưa. Ồ, ui, nó lại lối được lên kìa. Quá là đáng cướp luôn. Ui, con cá mập của anh biết lặn à? Chả thế thì sao? Ghê chưa? Wow, không cần nhìn thấy luôn. Tuyệt vời, con mà giờ... Ui, đây. Bên này. Wow. Thấy chưa, xịn sò chưa? Anh sẽ cho nó lặn lại một lần nữa. Ui, con cá mập phải đã quá. Nào, bắt đầu. Khuyên mất, phải bật công tắc lên. Nào, nhìn này, 1, 2, 3. Wow. Cho nổi lên đã không là mất hiệu, mất cái con cá mập thì tội. Đổi. Hình như là con cá mập của anh thắng ngỏ rồi. Ui, đây. Nó vừa lên. Đây. Ui trời ơi, đây thấy chưa bạn thấy chưa? Cá mập này mà săn mồi thì cũng mà đỉnh có chóp anh nhỉ. Nhưng mà nó đang bị mất kết nối rồi Hằng Nga ơi. Thế anh đi gần vào đây. Đây. Ui trời ơi, thôi. Đừng có lặn nữa. Ui giời ơi, con cá mập nó cứ lặn nhỉ. Đây. Rồi. Thôi xong rồi. Mất tôi con cá mập của anh thắng rồi. Bây giờ em thi với ai? Mập gì mà lại đuối nước được nhở? Lúc nãy nó mới đền với bây giờ không tin nổi con nào. Chán lắm, anh thắng có con cá mập lại bị ngõm mất. Thế thì thôi được rồi, cho em một tí em đặt hàng. Tít. Ôi trời ơi, nhanh thế nhở? Đây cho các bạn biết, đây chính là một con phi thuyền chứ không phải là cá mập baby shark giống như của anh thắng vừa nãy. À mà nhá, cái con phi thuyền của chị có camera có thể soi được dưới nước. Bây giờ chị sẽ cho nó lặn xuống để tìm con cá mập của anh thắng. Ui thật không, thế thì hàng ngày khởi động nó đi để con kéo con cá mập của anh lên. Wow. Ui chị xò chưa, nhưng mà đâu camera đâu. Từ đã, xoáy hai cái này ra thì mới lấy được phi thuyền nha. Đúng là hàng xịn có khác, người ta thiết kế xịn hẳn luôn. Wow, camera đây nha anh thắng nha, ở bên trong này đây này, anh thắng nhìn thấy chưa? À đây rồi, anh thấy camera rồi. Quả này á là chị sẽ tìm bằng được cái con cá mập của anh thắng. Nhưng mà Hằng Nga, thế cái điều khiển của cái quả phi thuyền này đâu? Bây giờ không có điều khiển thì làm sao mà nó hoạt động được? Anh thắng nhìn thế này, mình phải lên Google Play để tải cái app điều khiển về, chứ không phải là điều khiển bằng pin đâu. Pin á, nhớ nó mất cái nối lại ngõm như của anh thắng được mà thôi à. Phi thuyền của chị cũng chỉ có hai cái cánh quạt thôi. 1, 2. Ở trong này là có người ngồi lái nha. Ứng dụng chị vừa mới tải đây này. Ui, có hình này. Luôn. Ừ, đây này, có cái hình con phi thuyền của Hằng Nga. Mới cả bên cạnh là hình như xe tăng này. Đấy, bên này mới gọi phi thuyền bay trên trời này. Ui. Còn của Hằng Nga là ở dưới nước mà thôi. Đâu, anh thắng mang đây. Đây. Phải đặt phi thuyền ở xuống dưới nước, xong rồi mới kết nối được. Đấy, thấy chưa? Cái đèn nó hiện màu đỏ rồi đây này. Đấy, chị vừa kết nối thành công rồi nha. Điều khiển được rồi. Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy ở dưới mặt nước luôn nha. Đây, anh thắng thấy chưa? Đây. Ui, là cái ngọn cỏ nha. Ôi, rễ cây đấy. Ừ, rễ cây. Ui, điều chỉnh này, lên xuống này. Nhưng mà có nhìn thấy cái gì đâu, anh vẫn chưa thấy con cá mập của anh. Bây giờ em sẽ lùi ra để đi ra tìm cái con cá mập của anh thắng nha. Đúng là phi thuyền của khác, bơi nhanh cái này cơ mà. Quay, xoay, tiến vào đây. Lùi, tiến. Lùi. Quái trời ơi, đẳng cấp luôn. Nhưng mà hình như là cái con phi thuyền này nó không hụp được hay sao anh thắng ạ? Nhưng mà bây giờ cái con phi thuyền của Hằng Nga không lặn được xuống thì làm sao mà tìm được cá mập của anh? Ủa trời ơi, Hằng Nga mang đây, mang tiếng mua chả biết điều khiển gì đi ra để anh tìm cái bản cá mập của anh. Để em cho chân xuống xem cái camera có soi được chân em không nha. Anh thắng điều khiển đi. À, ui, đây, nhìn này chân Hoàng Nga này. À, cũng được đấy. Rồi, không biết là cái vị trí của con cá mập của anh nó ở đâu nhỉ? Thôi, cho phi thuyền cứ bơi ra đầu kia đi. Nhưng mà camera nó mở quá trái như cái gì luôn. Mà cái phi thuyền này nó lại không lặn được. Nó cứ bơi ở trên, lênh bềnh ở mặt nước như này thôi. Ui, Hằng Nga, ra đây nhìn. Nhìn này, anh soi được một con cá. Ui.
Đấy, 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 một con cá ở đây này. Đời, 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 nhìn thấy cái đuôi của nó chưa, con cá này. À, con phi thuyền ở gần đây, con cá chắc chắn sẽ ở gần đây. À, đây rồi anh Thắng ơi. Ừ, ôi, đây, đây. Ở gần lắm. Thì ra là một con cá dọn bể. Ui, cá này cũng ăn được đấy anh Thắng ạ. Nhưng mà sao nó không chạy nhỉ? Nó cứ làm im đi đây. Ừ. Ờ, hay nó ngỏm nha anh Thắng nhỉ? Ờ nhỉ. Để anh thì đẩy phi thuyền gần nó xem nó có sợ không. Ừ, nó cũng không sợ luôn. Thế anh Thắng bắt lên đi. Thôi, nhìn mặt nó đáng sợ như kia, ai mà dám bắt. Ôi, Hằng Ngà bắt lên đi. Thôi, nhưng mà em cũng nhìn nó sợ lắm. Thế thì để anh bắt. Ui giời ơi. Đấy, Hằng Ngà làm cái gì đấy? Không phải là nó mới chết đâu, mà nó chạy mất tiêu rồi còn đâu nữa. Thế mà Hằng Ngà làm dưới đất thế thì nó chẳng chạy. Thôi, cầm cái phi thuyền của Hằng Ngà lên đi. Đi trời mày Hằng Ngà, đen thật đấy. Tự nhiên thì mất luôn cái con cá mà vừa mới mua mới toanh 300.000. Đã thi được cái gì đâu? Chạm vào đâu? Chưa gì mà đã ngóm rồi, mua phải hàng đảo rồi còn to mồm. Thôi, đi về, lần sau không vào thi với hàng Nga nữa. Yeah.